Rồi. Ghé tầm game nha. Đập chân này chưa biết thua là gì luôn á. Đập chân này chưa biết thua là gì luôn á. À, 진짜. 그리고 제 아유. 아, 따져요. Ủa má. Vẫn cầm chinh phục hả? Vẫn cầm chinh phục hả? Chỉnh gôn không kịp má. Liền chưa? Hên quá có Blitz á. Hên quá, có Blitz. Có Blitz nó cứu lại má, đúng là cái Blitz nó ngon thiệt chứ. Ai à. Anh em hồi nãy thấy rõ không? Má. Hên quá có Blitz. Có Blitz nó gánh lại. Ai à. Ai à, thôi. Đồ má. Blitz đồ má Blitz đầu 1 với Lộc rồi. Ai à, anh em tải Blitz nha anh em ơi, anh em tải Blitz nha. Khó chịu chưa nè, bây giờ nè giả bộ cắm cái quên nè, đó rồi xong rồi mình tồn tại cho đến phút thứ 4, mình ra mình cắm cái nữa là mình sống đến phút thứ 6 đó, thấy không? Phút thứ 6 mình không cần cắm quên luôn, đó là chí gì vậy anh Long? Qua đây em chỉ cái chơi chơi cái 6 nè, à toàn chết giờ nè, nhưng mà bây giờ mình đi cắm quên á. Tại giờ em bật chế độ đánh giả cho nên là em phải đánh kỹ càng. Bây giờ kiểu đánh để nó gan nhiều quá, người ta kêu cũng kiểu mình non GB đó không, né nhẹn đấy. Nó chết giờ nè, đó. Anh thấy nó chết chưa? Lỗi hôm nay em thấy em đánh quy trượt á. Chưa cài đặt thì nhanh đúng không? Rồi chưa cài đặt nhanh. Rồi cho nó chết rồi nè. Mấy cái cơ bản mà. À nãy quên cài tiếng nhanh chứ. Nè bây giờ TP lên chết nữa nè. Long coi nè. Lên phát là đúng độ. Đó. Đúng bài đó. Đúng bài đó. Đúng độ đúng không? Nè, né lên. Đó, thấy không? NQ đúng không? Rồi, NQ chứ. Sao anh biết hết vậy anh Long? Rồi, sao anh biết hết vậy? Không, cái này mình phải kêu gần đó. Rồi, là điên rồi. Cái gì đó tự hủy rồi. Nè, không có Giavan là em ăn đứt luôn rồi đó. Giavan. Sau này nếu mà Giavan là em lát đi qua em đánh. Giavan. Rồi, chết rồi. Ui. Ôi kìa sao lại lát. Không lát có đấy là anh lấy hơi kính á. Phải lái né quy. Em vào đấy quy ra cái lên máu đấy, còn đấy rồi. Ồ chết đồng đội luôn rồi. Pha này là nếu mà có thằng Khánh. À, con đất phải lời này chứ đây à. Ai Sen, tôi không cần ông nha Sen. Tôi không cần ông nha Sen. Sen từ từ Sen ơi. Tôi không có cần ông. Nè. Giờ tôi cần nè, sao ông sớm vậy ông trai? Tao nè chết rồi. Giờ chết rồi. Sen. Má để tôi solo coi Sen. Nè, pha này nó tưởng Lộc B về anh em. Nhưng hồi trước Lộc không B về. Nhưng mà Lộc B về thiệt. Ủa má tại vì có game nó can thiệt. Nhưng mà Lộc vẫn không B về nha anh em. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lộc vẫn không bây giờ nha anh em. Lộc vẫn không bây giờ nha anh em. Ê, Giavan. Tôi đảo mà Giavan, tôi đảo mà Giavan. Nó pha rồi sẽ mất quy này Giavan. Tôi đảo ông luôn á. Còn cá sấu này 10 mạng 100k, ok. Ok, lui. Lát sao được nha ba. Lát chạy nha ba ơi. Đánh sao được không? Ba đó tụi mình lui mà. Đánh khó á. Cái này đánh láo nè. Cái này đánh láo thì trên đó nha. Cái này đánh láo nha. Tôi là tôi đánh lui rồi đó. Ê! À! Đá đến cơm tôi hết luôn chứ. Nó ăn mạng mà nó còn ăn luôn gì chứ. Nó ham vãi. Rồi, pha này thằng Camille nó sẽ TP top, lập sẽ TP bot và sẽ lột 2 mạng. Đúng là trong dự đoán hết. Nè, mày TP top, tao TP bot, ok, tao lột 2 mạng dương. Tao lượm 2 mạng dương 10 xác lượm ngay 500k. Ok. À, để đọc nha. Lọc TP xuống phải tốn xăng đó. Giá xăng này hơi lên đấy. Ủa nó xuống không có được gì đi. Rồi, nó dám mà ghép mình. Chơi. Rồi, xong xuôi nè. Nhưng mà từ ra anh em, từ ra thấy không? Ra một tí là nó sẽ gửi chỗ khác. Ok. Cái này nó ngon lắm. Ê, thấy chưa? Cái này muốn lát không bị. Ê đó. Ơi, cái mạng của tôi nha. Chà biết DC 10 mạng hong nhưng mà trả trước luôn. Bãi Huy ơi, đụng quá Huy, dễ thương quá Huy ơi. À tôi đứng này chơi ba luôn, chắc hết luôn. Tôi chơi ba luôn. Một mình tôi chơi ba luôn. Tao chơi ba luôn. Trời ơi, thằng Blitz, thằng Twitch ơi. Ông nghĩ Twitch hay Twitch giờ đi cầm ba tách. Mày tải lẹ cái Blitz cho tao. Má, cầm Twitch bây giờ cầm cái ba tách. Không biết bắn ai nữa. Tải lẹ cái Blitz dép cho tôi. Trời ơi, trời đồ nhà quê. Má, đúng đồ nhà quê luôn á. Twitch giờ cầm ba tắc. Cái đồ nhà quê. Cuộc sống bây giờ thì rắc rối. Nè. Nó thấy lọc ở trên top nè. Đó, nó thấy lọc ở trên top nè. Xong rồi nó gã đánh nè, cái xong rồi lọc TV này, xong rồi nó chết mất tiêu luôn nè. Rồi nó quê luôn nè. Rồi, khi mà Ma Dương tới á, khi mà Ma Dương tới á, ai ra? Khi mà Ma Dương tới chơi á. Em đây. À, giờ bà này ngán quá vậy. Mày cái gì? Giavan đi theo tôi. Bây giờ nè, hai thằng nó sẽ bắt ba thằng nó sẽ lên top nè. Và hai với mình sẽ 2 với 3 nè. Coi nè, chuẩn bị nè, hai nè, chuẩn bị nè. Ok, đủ chưa? Tụi mày đủ chưa? Á, xem chưa có rõ ta. Chơi nè, chuẩn bị nè, chơi nè. Á! Mày vô tay. Mày Dương tới trời. Bỏ cái lồng ra. Theo nó luôn. Lá đất nè, chú em. Lá đất nè. Nhảy nè. Nhảy mối tung hành nè. Nè. Trên đó luôn. Giờ mà nó nét tới nè, rồi. Thằng này solo luôn. À nhậu nè. Thấy à, má nó vậy. Đấy, giờ bạn ơi. Ai à. Đang căng lắm nha. Chơi đi. Tao nghĩ là chơi đi. Chơi đi, đừng có đánh, chơi đi, đừng có đánh. Đánh đi, được chơi. Đánh đi, ăn luôn cha. Chơi đi. Ốp cái lồng nó. Sao nữa. Rồi sao nữa. Được không? Tôi thích nhất là mấy thằng mà kiểu như mà nó đánh hay mà nó còn khiêm tốn nữa. Mày nói cái gì? Mày sao? Mày đứng mày đợi gì? Mày hết đợi không? Tao nói mày hết đợi không? Tao nói mày hết đợi không? Nè, tao hồi sinh ra một cái đi nha. Nè, tao hứa mày luôn Tam. Tam hồi sinh ra một cái đi nha. Nè, chuẩn bị nè, nó xuống bót nè. Sen, chuẩn bị nè, lấy cái đà Sen ơi. Sen lấy cái đà Sen ơi. Lấy cái đà nè, Sen chuẩn bị lấy cái đà nè Sen lấy cái đà nè Sen. Đó đánh đi. Cắt và sắt. Vinh danh cho Giavan lên.